Mình chào cô chú anh chị và các bạn đến kênh Minh Tân miền Tây và sáng tạo này. Thì hôm nay mình cũng tiếp tục qua đây, mình sẽ sửa chữa căn nhà lại nha cả nhà. Thì sẽ sửa chỉ chân bê, dán đặt lại những cái chân tường. Thì mình qua đây là mình thị xã Bình Minh nha. Đường anh em qua đừng xử lý những cái chân tường nó bị thấm bị nứt ở trên đó cả nhà. Từ bên đây qua bên kia thì mình phải đánh ra như vậy, mình dán gạch lên tới mi này nha, là cái chân này nó bị thấm nước, nó bị nứt như vậy, đông rồng thì mình xử lý mài. Thì mình đang quay, đang đánh có bụi luôn, cái tiếng thì mặn nên thông cảm nha. Thì mình mài cho hết chứ mình không có đục. Thì lúc trước những anh đợi mà cũng đục dán cái chân này nè, thì bây giờ mình sẽ chạy cho hết, mình nữa sẽ hạ cái nền này xuống, cao quá nước tràn vô trong nhà. Đây. Cái tường bên đây là mình cũng làm được hết luôn nha cô chú anh chị bạn, bị vô bám quá. Bên cái vách sông bên đây thì mình cũng chà ra hết, mình dán gạch lên tới cái mí chỉ đó. Còn khúc trên kia là mình sơn bê lại, thì đó nó cũng nứt nhiều lắm nha. Xa quá, xa quá mình không thấy rõ nha. Đây. Đó, những cái dấu nứt đó không, xử lý dấu nứt đó không, chắc bột cho nứt lại và sơn để trang trí lại nha. Những chân tường nè bị bông ra nè, bông bọt ra, nứt thấm ở ngoài này, dưới chân nền nó thấm rồi nó sẽ thấm vô trong nhà trong luôn nha. Nên mình xử lý lại những cái vết nứt như vậy nè, dài vào bên đây luôn. Thì mình thì ở bên Đồng Tháp, thì ông chú ông coi mình làm thì không yêu thích mình, mình kêu mình ra để mình sửa lại những cái này, trang trí lại đây. Những cái lỗ mà nó ông này là trong cái máy, những cái máy lạnh đó, đưa ống ra đây thì nó thấm, nó quần ra là nó bong lột dưới chân nền và đằng ở trước này luôn. Nữa mình làm cái anh làm hoàn thiện ra hết luôn nha, sơn lại hết từ vách xong trên đó ra tới ngoài trước này luôn, được lại toàn bộ hết. Đi sửa cái hàng học này luôn nha cô chú chị bạn, cái cổng luôn. Quá trời bụi luôn. Cái chỉ này mới đục ra. Mang khẩu trang hả? Chịu hết nổi hả? Hết rồi. Thứ này không có à. Những cái giai đoạn tiếp theo nữa mình sẽ quay lại cho các chú các bạn xem nè. Bụi bay dữ dằn luôn nha các chú chị bạn. Bỏ luôn.
tiếp tục mình dán gạch nha cô chú anh chị bạn. Thì cái dách này là dách ngoài nên mình trước khi mình dán gạch thì mình tứ tường cho nó bảo đảm, rồi mình sẽ kéo một lớp keo để chống thấm luôn nha, rồi quay mình mới dán được nha cô chú anh chị. Cái đó luôn. Rồi thì một lát mình sẽ dán xong rồi mình sẽ quay lại cho các quý anh chị xem nha.